Rồi, bà được cái gì của Chúa? Dạ, con tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và con cảm ơn cộng đoàn. Con có được ba ơn ạ. Rồi, ơn thứ nhất. Ơn thứ nhất là con đau đầu và con mất ngủ 15 năm. Và con đau hết sống lưng và đau thần kinh tại. Mà nó đau, nó coi là con liệt mà đến 3 tháng chả. Thế là con ở đi vào đây để xin Cha mấy cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con khỏi mới vào đây được ạ. Rồi, ơn thứ hai. Vâng, ơn thứ hai là cháu con là người ta bị lừa bạn đi bạn sang Trung Quốc. Cháu bà là nam hay nữ? Nữ ạ. Bao nhiêu tuổi? Cháu 16 tuổi ạ. Nữ 16 tuổi là cháu nội cháu ngoại? Cháu nội ạ. Cháu nội của bà là 16 tuổi bị người ta lừa, người ta bán sang Trung Quốc. Rồi chuyện gì xảy ra? Thế là con ở đây con cầu nguyện. Thế là cháu con được về đây 3 tuần ạ. Được ơn cháu con trốn tránh là về được 3 tuần ạ. Sang đó bao nhiêu lâu? Sang đến 10 năm rồi chứ ạ. Bao nhiêu năm? 10 năm ạ. Mấy tuổi? Cháu tuổi ạ. 6 tuổi như vậy, 16 tuổi. Tức là con bé nó là 6 tuổi. Vẫn đi bán sang Trung Quốc 10 năm. Và khi nó trở về là 16 tuổi. Và khi mà nó bị bán sang Trung Quốc như vậy thì sao bà biết ở đây bà đến cầu nguyện cho cháu nó để Chúa ban ơn cho cháu được quay trở về như thế nào? Dạ thưa cha, là con cũng biết mấy năm nay rồi, nhưng mà con có bệnh là con không đi được ạ. Vâng, thế là có con gái con làm trong Sài Gòn này, thế là nhắn tin cho cha mới lại xuống cầu nguyện. Con khỏe con mới vào được đây ạ. Vào đây là 1 tháng ạ. Thưa cha, con cũng được ơn thứ ba là con gái con bị ung thư hai cái vú, u vú mà ung thư, thì về Viện Ca Hà Nội là nhận ngày mổ, nhưng mà con gái con không mổ ạ. Thì là vào đây để xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con bây giờ. Con là khỏi 80% ạ. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho đứa con gái, đứa mà nó 16 tuổi đó, nó 10 năm nó bị bắt bán sang Trung Quốc, tặng cho con bé đó cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Chị em tưởng tượng 6 tuổi mà bị bán sang Trung Quốc 10 năm trời, trở về là 16 tuổi mà người con của bà ấy đến đây để mà khấn nguyện. Ai mà nghĩ là nó có thể trở về được. Một câu chuyện rất là hy hữu, một câu chuyện rất là hiếm. Tôi tưởng là nó 16 tuổi thì nó còn tìm đường mà nó quay trở về được. Chứ còn mà 6 tuổi sang đó thì biết gì nữa đâu thưa anh chị em. Vậy mà sao nó còn nhớ được đường, nhớ được nhà mà trở về với gia đình. Anh chị em thấy không? Nó 6 tuổi đi bé biết gì đâu. Và lúc về là 16 tuổi sao mà còn nhớ được. Chúng ta thấy không? Chỉ có Chúa mới làm được cái điều kỳ diệu đó thôi. Tặng cho con bé cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và tặng cho nó luôn một cái móc khóa và một chằng chuỗi nha. Đây, tặng cho nó. Xin Chúa chúc lành cho bà nha. Con được ơn gì của Chúa. Dạ.